Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay thì em Linh vừa dựng xong một bộ cuốn thư tứ đồ lục hàn tứ linh hóa. Trong video này thì em sẽ chia sẻ cho các bác về cái mẫu cuốn thư tứ linh hóa này, cũng là sẽ báo giá luôn để cho các bác tham khảo nhé. Nếu như mà các bác đã từng xem các video trước của em Linh về cái mẫu tứ linh hóa này thì bác cũng biết, thì thông thường với cái mẫu này thì em sẽ làm là chiều dài là 1m97, cao 97 và thân giữa là em vẫn là ghép đôi, hàng là dày 5 phân. Với những cái hàng cuốn thư tứ linh hóa như thế này thì nó có chiều cao là nó sẽ cao hơn cái hàng mai hóa long là vào 10 phân quá nhé. Thông thường cái hàng mai hóa long thì nó chỉ cao có 87 thôi. Nhưng với cái mẫu tứ linh hóa này thì các bác nhìn tổng thể cho em, thì nhìn chiếc cuốn thư khi mà làm cao 97 lên thì nhìn nó rất là trường và nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn các bác nhé. Thì với cái diện tích mà cao 97 như thế này thì nó sẽ phù hợp với cái không gian phòng thờ nhà bác, thường nó sẽ cao từ khoảng trên 3 mét, mà nếu như nhà bác mà không kê ngay nhé, với cái diện tích trên 3 mét thì các bác kê những bộ cuốn thư tứ linh hóa này vào thì sẽ cực kỳ là đẹp vào con mắt. Thì các bác hãy nhìn với cái mẫu tứ linh hóa này thì về cái nét đục thì nó cũng cầu kỳ hơn so với cái hàng mai hóa long. Thì cái mẫu này thì em đục là cái hàng tứ linh hóa, có nghĩa là bốn con là long ly quy phượng hóa thành bốn cây tùng trúc cúc mai các bác nhé. Đấy, thì nhiều bác mà chưa hình dung ra cái hàng tứ linh hóa như thế nào thì em sẽ chia sẻ luôn. Và nhìn nếu như mà các bác mà để ý kỹ cho em một chút thì các bác sẽ nhìn ra những cái nét nó khác biệt so với cái hàng mai hóa long, đó là kể là những cái cành vắt này này. Đấy, những cái cành vắt đây nhá, đây là những cành vắt. Với những cái mẫu mai hóa long thì nó sẽ đục đơn điệu hơn so với cái mẫu tứ linh hóa này. Và về cái phần chữ ấy, thì thông thường thì chữ thì em sẽ làm là chữ Đức Lưu Quang, thế là chữ Nho dịch Việt trên nền cấm chữ vắt. Ngoài ra thì các bác muốn làm chữ của gia đình thì em cũng vẫn đáp ứng được cho các bác nhé. Thì hôm trước thì em có đón tiếp một đoàn khách của các bác ở trong Thanh Hóa ra, thì các bác là muốn làm theo cái nét cổ là cái chữ Đức này là sẽ vào bên giữa này. Thì các bác có chia sẻ cho em Linh là ngày xưa các cụ là thường sẽ là nêu cao chữ Đức, thì chữ Đức bao giờ nó sẽ là cái phần là cao nhất, cho nên là chữ Đức là các bác muốn đặt chữ Đức này vào giữa và đẩy chữ Lưu sang bên này. Thì với cái hàng này thì em làm cao 97 và là thân giữa là ghép đôi. Đấy, các bác hãy nhìn đằng sau cho em nhá. Đấy, cái đằng sau này, thân giữa ghép đôi này, đây là em ghép nhé. Bao giờ nhà em cũng tính là sẽ tính từ cái phần vòm này vật lên, bao giờ thân cũng sẽ là thân to, với cái thân này là nó vào khoảng 60, trên 60 gì đó. Và hai bên tai là em cũng là ghép mỗi bên một miếng nhé. Đây là em tính thân giữa là từ bên này sang mép bên này thôi. Và cái khoảng này là vào khoảng 1m4 là ghép đôi, hai miếng các bác nhá. Ngoài ra thì các bác muốn làm cái hàng liền tai hoặc là thân liền thì em cũng có. Tuy nhiên thì cái giá thành thì nó cũng sẽ cao hơn. Thời điểm hiện tại thì cái bộ cuốn thư này thì em Linh đang bán với giá hoàn thiện là 24.500.000 các bác nhé. Thì trong đó thì đã có hoàn thiện full BU và giáp vàng Đài Loan. Thì với cái phần giáp vàng Đài Loan mà các bác muốn giáp phổ thông thì em sẽ là giáp cái phần chữ này và chữ con này, toàn bộ các cái phần diềm, chữ tề và chữ quạt. Ngoài ra mà các bác muốn giáp điểm thêm các phần chim này, chim hoa hoặc là cái đầu đấy, thì bên em cũng vẫn là đáp ứng giáp theo yêu cầu của các bác. Thì trong đó là với 24.500.000 là bao hoàn thiện full BU và giáp vàng Đài Loan theo yêu cầu của các bác nhé. Và nếu như mà về cái khâu vận chuyển đấy, thì hôm trước thì em cũng có một số các bác khách cũng có hỏi em Linh là trong cái vận chuyển mà vận chuyển vào xa ấy thì sẽ vận chuyển như thế nào. Thì em cũng đã chia sẻ cho các bác là với bên nhà em Linh thì em sẽ hỗ trợ lắp đặt miễn phí trong phạm vi bán kính 100 km. Và nếu như vận chuyển vào khu vực phía Nam thì bên em sẽ hỗ trợ 50% cước phí vận chuyển, còn 50% cước phí vận chuyển còn lại thì các bác sẽ phải chi trả nhé. Và tiếp theo thì em cũng chia sẻ cho các bác một chút về những đôi cua đối này. Đấy, đôi cua đối để mà đi kèm với cái bộ cuốn thư tứ linh hóa thì nó cũng giống như cái đôi cua đối mà em đục với cái mẫu mai hóa long thôi, thì nó cũng là trên là một con rồng hóa như thế này các bác nhé, và diềm sẽ là diềm mai và phía dưới sẽ là một con lân hóa. Ngoài ra toàn bộ các phần chữ này thì cũng đều là chữ Nho dịch Việt trên nền gấm chữ vạn, và toàn bộ các cái phần chữ câu đối thì em cũng vẫn sẽ là làm theo yêu cầu của bác, còn đây là bộ chữ phổ thông nhé. Thì đặc biệt với cái bộ cuốn thư tứ linh hóa này thì bác nào cũng có thể sử dụng được. Với cái mẫu cuốn thư tứ linh hóa này thì kể cả là bác là con trưởng hay con thứ thì bác vẫn sử dụng được bình thường các bác nhé. Đây, còn vào phần sau của cái tấm câu đối thì nó cũng vẫn là cái hàng liền tấm dày 5 phân và rộng 28. Đấy, để cho bác tham khảo. Và đặc biệt
đặc biệt là với cái tấm cô đối này nhé, là em sẽ là làm hàng trần trọi như thế này. Đấy, với tấm cô đối là dày liền tấm. Nhiều bác hỏi em Linh là làm liền tấm là để đục suốt như vậy có phải không, nhưng mà với cái mẫu cái hàng 5 phân như thế này thì đặc biệt một cái là với toàn bộ cái phần chắp này nhé, toàn bộ các phần chắp này là cái phần nổi này đều là phải chắp, còn cái phần nền này của nó là chỉ là nền dày 5 phân bản rộng 28 là liền xuyên suốt từ trên xuống dưới các bác nhé. Đấy, thì vừa rồi thì em vừa chia sẻ cho các bác về cái mẫu cuốn thư tứ linh hóa. Thì các bác mà quan tâm đến các cái dòng sản phẩm như thế này, có câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với em, hoặc là kết bạn Zalo thì em sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như hiểu biết của em về cho các bác nhé. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.